Ukraine muốn kéo NATO và xung đột trực tiếp với tên lửa Tomahawk. Ông Zelensky đang cố gắng lôi kéo các nước phương Tây và xung đột trực tiếp với Nga thông qua kế hoạch chiến thắng của mình. Đó là phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov với các nhà báo ngày 31 tháng 10. Ông đã trả lời câu hỏi về những thông tin gần đây của phương tiện truyền thông về yêu cầu của Kiev rằng Washington cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk. Tuần này, tờ New York Times đưa tin Tổng thống Zelensky đã bí mất yêu cầu Mỹ cung cấp Tomahawk để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Kiev từ lâu đã kêu gọi các nước phương Tây sửa bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng các loại vũ khí tương tự. Với tầm bắn lên tới 2.400 km, tên lửa Tomahawk có tầm bắn xa hơn bất kỳ loại vũ khí nào do phương Tây sản xuất trước đây cung cấp cho Kiev. Để so sánh, hệ thống ATACMS MS mà Ukraine nhận được từ Mỹ có tầm bắn 300 km. Các nguồn tin của New York Times mô tả yêu cầu của Kiev là hoàn toàn không khả thi, đồng thời nói thêm rằng Ukraine đã không đưa ra lý lẽ thuyết phục với Washington về cách họ sẽ sử dụng vũ khí tầm xa. Mỹ từ lâu miễn cưỡng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. New York Times đưa tin các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự bực bội về kế hoạch của Zelensky, gọi đó là phi thực tế và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ từ phương Tây. Tổng thống Nga Putin cảnh báo về phương Tây cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí do nước ngoài sản xuất sẽ tương đương với việc NATO tiến hành chiến tranh chống lại Nga. Ông Putin cho rằng Kiev sẽ không thể tự mình thực hiện các cuộc tấn công như vậy vì họ sẽ cần dữ liệu nhắm mục tiêu mà chỉ có khối do Mỹ đứng đầu mới có thể cung cấp. Trước đó, Tổng thống Nga đề xuất thay đổi học thuyết nhân của đất nước để cho phép họ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Kiev sử dụng tên lửa tầm xa thông thường do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ sự thất vọng và thực tế là những chi tiết mật của kế hoạch chiến thắng của ông, bao gồm cả yêu cầu về tên lửa Tomahawk đã được công khai. Phát biểu với nhà báo phương Tây tại Kiev ngày 30 tháng 10, ông phản nàn rằng việc dò rỉ thông tin mật giữa Ukraine và Nhà Trắng có thể có nghĩa là không có sự bảo mật trong cuộc giao tiếp với Washington. Trung tâm Mỹ ngạc nhiên, cho những gì đang xảy ra ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt? Trung tài quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, Daniel Davis cho biết lực lượng vũ trang Ukraina thậm chí không thể giữ lại những gì họ hiện sở hữu, chưa kể việc lấy lại các vùng lãnh thổ đã mất. Trung tài Davis tin rằng nếu tốc độ tấn công hiện tại của Nga tiếp tục, Ukraina sẽ thất bại. Vậy tại sao phải tiếp tục hy sinh bản thân nếu không có kết quả tốt? Tôi không thấy lời đáp cho câu hỏi này, tôi thực sự ngạc nhiên. Ông kết luận, trước đó, ngày 29 tháng 10, Đại tướng quân đội Ukraina Dmitry Marchenko thừa nhận mặt trận của lực lượng vũ trang Ukraine đã sụp đổ trước sự tấn công dữ dội của lực lượng vũ trang Nga do mất cân bằng trong kiểm soát, nhân sự mệt mỏi và thiếu quân dự bị. Mỹ công bố con số gây sốc về số lượng quân Triều Tiên tại Nga Căng thẳng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc leo thang khi Mỹ tung bằng chứng về sự hiện diện của hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên trên lãnh thổ Nga. Trong khi Moscow giữ im lặng cho các bục này, Phó Đại sứ Mỹ Tây Liên Hợp Quốc Robert Wood đã đưa ra thông tin chấn động tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 31 tháng 10 theo nguồn tin tình báo, hiện có 8.000 binh sĩ Triều Tiên đang đóng quân tại tỉnh Kursk của Nga. Đáng chú ý, đại diện Nga đã không phản hồi khi bị phía Mỹ công khai chất vấn về sự hiện diện của lực lượng Triều Tiên. Thái độ của Moscow được cho là đáng ngờ khi không đưa ra bất kỳ tuyên bố phủ nhận hay xác nhận nào. Trong khi đó, Bình Nhưỡng đã có sự thay đổi thái độ đáng kể từ chỗ phủ nhận hoàn toàn, nay họ lại bảo vệ quyết định đưa quân sang Nga, cho rằng hành động này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Ukraine cũng mới công bố danh sách ba tướng lĩnh Triều Tiên được cho là đang chỉ huy lực lượng trên lãnh thổ Nga. Thông tin này đã làm dấy lên lo ngại ở phương Tây về mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Giới phân tích nhận định tỉnh Kursk có vị trí chiến lược quan trọng khi từ tháng 8 lực lượng Ukraine nhiều lần tấn công và chiếm giữ một số khu vực tại đây. Thông tin cho rằng Nga điều quân Triều Tiên đến khu vực này có thể nhằm tăng cường phòng thủ trước cuộc tấn công của Kiev. Cơn thẳng ngoại giao cũng leo thang khi Mỹ, Anh, Hàn Quốc và Ukraine đầm loạt cáo buộc Nga vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Theo nước này, việc Nga sử dụng quân đội từ một quốc gia đang bị cấm vận về chương trình hạt nhân là hành động đi ngược lại hiến trương Liên Hợp Quốc. Tại buổi họp, Mỹ và Trung Quốc đối đầu gay gắt. Washington cáo buộc Bắc Kinh đang hỗ trợ quy mô lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga, trong khi phía Trung Quốc bác bỏ và chỉ trích Mỹ biện đặt và kích động đối đầu. Đáp trả cáo buộc trên, Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt mới nhắm vào gần 400 cá nhân và tổ chức từ nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, với cáo buộc giúp Moscow đánh tránh các lệnh trừng phạt. Cựu Tổng thống Nga đề xuất những thay đổi về chính sách nhập cư Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa đề xuất những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách nhập cư của Nga, nhấn mạnh về lợi ích quốc gia ly hàng đầu và yêu cầu những người không làm việc hoặc không học tập phải rời khỏi đất nước. Phát biểu tại buổi họp về chính sách nhập cư quốc gia 31 tháng 10, ông Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga, khẳng định chính sách nhập cư phải thực sự phục vụ lợi ích của người dân chúng ta, không phải vì bất kỳ quốc gia hay nhóm quốc gia nước ngoài nào. Những điểm chính trong đề xuất mới gồm ngăn chặn việc hình thành các khu dân cư sắc tộc nơi được cho là mồ mỡ cho chủ đến cực đoan và khủng bố, triển khai hồ sơ số người nhập cư để theo dõi người nước ngoài trên toàn quốc. Từ năm 2025, Moscow sẽ cấp thẻ căn cước thông minh cho người nhập cư, sẽ trải quả đến việc hòa nhập của con em nhập cư. Học sinh không biết tiếng Nga sẽ không được nhận vào trường. Theo số liệu thống kê, 70% người Nga ủng hộ việc thắt chặt chính sách nhập cư. Ủy ban điều tra Nga cho biết, người nhập cư đã gây ra hơn 26.000 vụ phạm tội kể từ đầu năm nay. Trong đó Số vụ vi phạm của nhập cư bất hợp pháp đã tăng gấp 3 lần, từ 2.880 vụ năm 2023 lên 8.059 vụ trong năm nay. Bộ vụ Nga ước tính, hiện có khoảng 6,2 triệu người nước ngoài đang sinh sống tại Nga, trong đó có khoảng 740.000 người cư trú bất hợp pháp. Các chuyên gia đánh giá, đây là bước thay đổi quan trọng trong chính sách nhập cư của Nga thể hiện qua việc kết hợp giám sát số hóa, yêu cầu về ngôn ngữ và những hạn chế về cư trú. Đọc thấy đã nhấn mạnh mục tiêu đồng hóa văn hóa, song song với những mối quan ngại về an ninh. Thủ tướng Netanyahu nói Israel có quyền tự do hành động tối đa tại Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel hiện có quyền tự do hành động tối đa tại Iran và có khả năng đi đến bất cứ đâu tại Cộng hòa Hồi giáo này. Thủ tướng Israel phát biểu tại lễ tốt nghiệp cho những sĩ quan quân đội Israel. Israel ngày nay có quyền tự do hành động tại Iran hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể đến bất cứ nơi nào ở Iran tùy theo nhu cầu của mình. Nhà lãnh đạo Israel nói thêm rằng mục tiêu cao nhất để đặt ra cho hệ thống an ninh là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel nhấn mạnh vấn đề hạt nhân là trọng tâm trong suy nghĩ của chúng ta và chúng ta không rời mắt khỏi mục tiêu này với những lý do rõ ràng. Tôi không thể mô tả chi tiết kế hoạch của chúng ta để đạt được mục tiêu này. Về phần mình, lãnh tụ tối cao Iran ngày 11 tháng 10 ra lệnh cho giới chức quân sự chuẩn bị cho một tấn công trả đũa vào Israel, trong khi cơ quan chức cấp cao của Iran cảnh báo về những phản ứng khắc nghiệt và không thể tưởng tượng nổi đối với cuộc không kích của Israel nhằm các địa điểm quân sự của Iran hồi đầu tháng này. Theo thông tin trên tờ New York Times, chỉ dẫn là các quan chức Iran, phản ứng của Tehran sẽ không diễn ra cho đến sau khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu ngày 5 tháng 11 tới, mặc dù các hãng tin khác lại cho hay phản ứng của Iran có thể diễn ra trước cuộc bỏ phiếu. Tờ Times tiết lộ, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã ra lệnh cho Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran lập kế hoạch hồi đầu tuần sau khi được thông báo về mức độ thiệt hại từ cuộc không kích của Israel. Iran tuyên bố các cuộc không kích chỉ gây ra thiệt hại tối thiểu, trong khi thừa nhận bốn binh sĩ thiệt mạng. Israel khẳng định các cuộc không kích của họ đã phá hủy thành công hệ thống phòng không và khả năng sản xuất tên lửa của Iran. Một thông tin riêng trên trang tin tức Asia của Mỹ cho hay tình báo israel đã chuẩn bị cho cuộc tấn công trong những ngày tới liên quan đến một số lượng lớn tên lửa đạn đạo và bay không người lái giữa các nhóm được iran hậu thuẫn phóng tay iraq